Chiều 5 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh. Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền một số thông tin như bắt đầu thực hiện sống chung với dịch COVID-19 kể từ ngày 15 tháng 9. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn chống dịch. Việc mở cửa thực hiện có lộ trình tăng dần tỷ lệ 30%, 50% và 70%. Hay các loan tin Sở Công Thương làm đầu mối để hướng dẫn công ty các hoạt động nguy cơ cao để giảm quy mô hoặc không được hoạt động thời vụ, chuẩn hóa thông tin vaccine cho toàn bộ người dân, cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online, chuyển sang điều trị COVID-19 có thu phí, v.v. Theo ông Phạm Đức Hải, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định những thông tin trên là những thông tin sai sự thật. Về thông tin ai tiêm mũi 2 vaccine sẽ được hoạt động sau ngày 6 tháng 9 hoặc 15 tháng 9, ông Phạm Đức Hải đã bác bỏ thông tin này và cho biết TP.HCM chưa có chủ trương này. Theo ông Hải, sau kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, TP.HCM sẽ có kiểm soát cụ thể cho từng đối tượng được tham gia hoạt động. Hiện nay chưa có thông tin về việc quy định cụ thể, kính mong bà con bình tĩnh chờ những quy định cụ thể từ Ủy ban nhân dân thành phố, ông Hải nói. Liên quan đến một thông tin khác, ông Phạm Đức Hải cho biết trong sáng nay tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên với quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 7, địa phương này đã trình một phương án thúc đẩy sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới. Ông Phạm Đức Hải cho rằng đây mới chỉ là phương án dự kiến. Ủy ban nhân dân quận 7 đang xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chỉ đạo thì mới có quyết định chính thức. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.